Tối 31 tháng 5, Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh đã có buổi làm việc với đại diện được ủy quyền của bà Nguyễn Phương Hằng, giám đốc công ty Đại Nam, là chồng bà, ông Huỳnh Uy Dũng. Bà Hằng vắng mặt với lý do hiện tại đang ở Bình Dương, không thể di chuyển đến thành phố Hồ Chí Minh do tại đây đang áp dụng lệnh giãn cách xã hội. Trong buổi làm việc, phía Sở Thông tin và Truyền thông cho biết bà Hằng có những phát ngôn không cẩn trọng, không chuẩn mực gây ảnh hưởng trật tự xã hội, ảnh hưởng tới người khác, và ngay sau đó, đại diện phía bà Hằng cam kết sẽ rút kinh nghiệm, không tái phạm những hành động trên. Trước đó, ngày 16 tháng 4, bà Phương Hằng đã bị phạt hành chính 7,5 triệu đồng vì đã cung cấp thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận và danh dự của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận trong vụ việc có liên quan đến ông Võ Hoàng Yên. Trong thời gian gần đây, một số đối tượng lợi dụng các tính năng của mạng xã hội như livestream, chia sẻ hình ảnh, video clip, lập group chat để đăng tải những nội dung vi phạm pháp luật, chủ yếu có nội dung xúc phạm danh dự, nhân phẩm của các tổ chức, cá nhân, sử dụng ngôn ngữ phản cảm, vi phạm thuần phong mỹ tục. Để kịp nắm bắt, có biện pháp chấn chỉnh hiện tượng này, tránh gây tác động xấu tới dư luận xã hội, đặc biệt là giới trẻ, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh, thành phố tăng cường công tác quản lý, xử lý theo thẩm quyền được giao. Thưa quý vị, cập nhật thông tin về đám cháy trong căn nhà trên đường Nguyễn Thiện Thuật, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Hai trong số 4 người được cứu thoát khỏi đám cháy đã tử vong sau khi đến bệnh viện. Hai nạn nhân còn lại vẫn đang điều trị tại bệnh viện. Đám cháy xảy ra vào khoảng hơn 3 giờ sáng ngày 31 tháng 5. Khi hỏa hoạn xảy ra, 4 người đang ngủ trong nhà, trong đó có một trẻ em. Lực lượng cứu nạn nhanh chóng phá cửa, tiếp cận từ nhiều hướng đưa 4 người gặp nạn ra khỏi khu vực nguy hiểm. Hiện trường xảy ra hỏa hoạn là căn nhà 4 tầng có diện tích sàn khoảng 80m2, tầng trệt căn nhà là cửa hàng kinh doanh. Khói, lửa bắt nguồn từ tầng 1 căn nhà trên. Chiều 30 tháng 5, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã liên tiếp xảy ra hai vụ cháy rừng. Các lực lượng chức năng cùng người dân đã nhanh chóng khống chế được đám cháy. Khoảng 14 giờ 55 phút chiều 30 tháng 5, Trung tâm Chỉ huy Chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Nghệ An nhận được tin báo cháy rừng thông keo tại xóm 8, xã Diễn Lộc, huyện Diễn Châu. Phòng Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ đã khẩn trương chỉ đạo 5 đội chữa cháy khu vực xuất phương tiện cùng gần 40 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường, phối hợp với lực lượng kiểm lâm, công an huyện, chính quyền địa phương và quần chúng nhân dân triển khai chữa cháy. Do đây là khu rừng thông có thực bì dễ cháy cộng với thời tiết nắng nóng nên công tác dập lửa gặp nhiều khó khăn. Sau gần 2 giờ tích cực dập lửa, đám cháy cơ bản được khống chế. Tuy nhiên, một bộ phận cán bộ địa phương vẫn ở lại túc trực phòng khi đám cháy bùng trở lại. Chiều cùng ngày, tại khu vực núi Nguộc, xã Ngọc Sơn, huyện Thanh Chương, Nghệ An cũng xảy ra một vụ cháy rừng. Khu vực rừng bị cháy chủ yếu là thực bì. Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ đã chỉ đạo lực lượng, phương tiện khẩn trương đến hiện trường, phối hợp dập tắt đám cháy và ngăn chặn cháy lan. Thưa quý vị, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 15 đối tượng về tội tổ chức đánh bạc dưới hình thức đánh bài ba cây thắng thua bằng tiền. Theo đó, Phòng Cảnh sát Hình sự chủ trì phối hợp với Công an thành phố Hà Tĩnh đã phát hiện bắt quả tang nhóm đối tượng đang sát phạt nhau trên chiếu bạc số 319 đường Nguyễn Du, phường Nguyễn Du, thành phố Hà Tĩnh. Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản, thu giữ tang vật gồm 72 triệu 200 ngàn đồng, một bộ bài tú lơ khơ. Ngoài ra, các đối tượng còn vay của người làm sáo Nguyễn Hồng Phi với số tiền hàng trăm triệu đồng được ghi chép vào quyển sổ đã được cơ quan điều tra thu giữ. Theo điều tra, các đối tượng đã đánh bạc bằng hình thức đánh bài ba cây trương với mức cược 500 đến 1 triệu đồng. Quá trình đánh có phân công hai người gác cửa ở cửa ra vào tầng 1 và hành lang tầng 3. Phòng Cảnh sát Hình sự ra quyết định khởi tố 15 đối tượng nói trên, trong đó khởi tố 6 bị can về tội tổ chức đánh bạc gồm Đào Hữu Tình, Nguyễn Đông Phi, Tôn Đức Nghĩa, Hoàng Phi Anh Đức, Phạm Văn Hùng, Dương Huy Phi. 9 đối tượng còn lại bị khởi tố về tội đánh bạc. Gần đây, trên địa bàn tỉnh Phú Yên liên tiếp xảy ra các vụ trộm cắp thiết bị điện với các thủ đoạn ngày càng tinh vi. Đáng chú ý, kẻ trộm liều lĩnh đột nhập và lấy cắp thiết bị điện phục vụ các cơ quan nhà nước gây mất an toàn, làm gián đoạn cung cấp điện. Đây là trạm biến áp bơm mùng 3 tháng 2 cung cấp điện cho hoạt động trạm bơm tưới của công ty thủy nông Đồng Cam. Đã bị kẻ trộm cắt mất hệ thống dây cáp. Ngoài ra, trong tháng 5 năm 2021, trạm biến áp cung cấp điện cho Bảo tàng Phú Yên và Đài truyền hình Việt Nam tại Phú Yên cũng bị kẻ trộm cắt cáp. Tình trạng trộm cắp các thiết bị điện còn xảy ra tại tuyến đường dây 110 kV Tuy Hòa - Sơn Giang.
Đây là tuyến huyết mạch kết nối các nguồn thủy điện và điện mặt trời trên địa bàn tỉnh Phú Yên cho điện lưới quốc gia. Là việc mắc cái tiếp địa trung tính của máy biến áp sẽ gây dâng điện áp là cháy thiết bị của khách hàng. Thì còn về hành vi nguy hiểm là tháo những thanh dằng đường dây 110 cũng như là các cái cột thép chịu lực trung thế thì điều này rất là nguy hiểm. Những trụ điện mà không có thanh dằng thì có nguy cơ rất là ngã đổ và ảnh hưởng nguy hiểm đến tính mạng con người cũng như là cái việc cung cấp điện của lưới điện quốc gia. Trước tình trạng liên tiếp xảy ra các vụ trộm cắp thiết bị điện với các thủ đoạn ngày càng tinh vi, Công an thành phố Tuy Hòa đã cử lực lượng phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra xử lý các đối tượng trộm cắp, đồng thời có các giải pháp đảm bảo an ninh trật tự khu vực, bảo vệ tài sản nhà nước. Thưa quý vị, Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội vừa ban hành kết luận nội dung tố cáo đối với ông Nguyễn Quốc Hùng, chi cục trưởng chi cục thi hành án dân sự quận Bắc Từ Liêm. Theo đó, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự quận Bắc Từ Liêm bị yêu cầu kiểm điểm, xử lý trách nhiệm và thu hồi quyết định thi hành án trái pháp luật. Tháng 3 năm 2021, sau khi Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội có quyết định dừng thi hành án vụ án dân sự tranh chấp hợp đồng hợp tác đầu tư giữa Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Giáo dục TDS Việt Nam với trường liên cấp Newton, bà Lê Thị Bích Dung, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Trường Liên cấp Trung học Cơ sở Trung học Phổ thông Newton đã đến trụ sở Chi cục Thi hành án Hà Nội để tìm hiểu vì sao cục lại cho Chi cục Thi hành án Dân sự quận Bắc Từ Liêm dừng quyết định này. Sau khi đến trụ sở khuôn viên Cục Thi hành án thành phố Hà Nội thì đã có xô xát với đối tượng lạ mặt khiến bà Dung bị thương. Lúc đó tôi chỉ biết một đám đông xô vào tôi, đẩy kéo. Dê tôi đi độ khoảng 5 mét thì đẩy một cái rất mạnh. Và 100% là người của nhà trường, tuyệt đối không một ai văng tục một câu, không ai lăng mạ một câu. Ngược lại, cái người gây rối và làm ầm lại là người của Cục Thi hành án. Trong khi đó, Chi cục Thi hành án cho rằng bà Lê Thị Bích Dung đã đưa cán bộ giáo viên của trường vào gây rối trật tự tại trụ sở làm việc cơ quan. Trong quyết định dừng thi hành án vụ án dân sự tranh chấp hợp đồng hợp tác đầu tư giữa Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Giáo dục TDS Việt Nam, Cục Thi hành án dân sự đã chỉ ra nhiều sai phạm trong bản án sơ thẩm số 27 năm 2019 và bản án phúc thẩm số 215 năm 2020 của Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội. Tuy nhiên, thời gian từ tháng 12 năm 2020 đến tháng 3 năm 2021, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự quận Bắc Từ Liêm Nguyễn Quốc Hùng đã 5 lần ra quyết định thi hành án liên quan đến vụ án này. Kết quả là không chỉ xô xát xảy ra, Cục Thi hành án dân sự Hà Nội cũng đã công bố thành lập hội đồng xem xét kiểm điểm và xử lý trách nhiệm với ông này. Theo đánh giá của ông Lưu Bình Nhưỡng, Phó trưởng ban dân nguyện của Quốc hội, dù chỉ là một vụ việc nhưng sẽ gây ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan được giao thi hành án. Là luật thi hành án ấy, dân sự là khi phát hiện ra những vấn đề liên quan đến một cái bản án, ví dụ như bản án là có vấn đề mà pháp lý sai phạm, rồi có liên quan đến vấn đề là khó thi hành, cơ quan thi hành án, cơ quan quản lý thi hành án phải có ý kiến với các cơ quan có thẩm quyền. Nhưng mà chúng ta lại tiếp tục chúng ta thực hiện cái này, đâm ra nó gây ra một cái sự xáo trộn xã hội, gây ra những xung đột xã hội không đáng có. Cái câu chuyện mà xô xát thì tôi không biết rằng nó xuất phát từ bên nào hay là do bên nào bố trí. Nhưng mà quả thật này, từ cái công tác thi hành án ấy nó dẫn đến những xung đột này. Còn nếu mà một bản án đàng hoàng, công tác thi hành án chúng ta tổ chức tốt thì nó không dẫn đến vấn đề này. Ông Lưu Bình Nhưỡng, người trực tiếp nhận đơn thư khiếu nại vụ án này cho rằng kết quả xét xử của vụ án có nhiều sai phạm cả về nội dung và quy trình tố tụng. Về nội dung có vấn đề nghiêm trọng, trong đó đánh giá chứng cứ không công bằng, không coi trọng việc cung cấp thêm chứng cứ xác thực để giải quyết khách quan đúng pháp luật. Ông cũng đã làm văn bản đề nghị giám đốc thẩm đảm bảo công lý trong bản án để tránh xung đột pháp lý tiếp theo.